Vâng, xin chào mừng anh Nguyễn Văn Tuyên ở Quảng Ninh và xin chào các bạn đến với linh kiện 789.vn. Ngày hôm nay bên mình sẽ làm một video test sản phẩm cho anh Nguyễn Văn Tuyên là một mạch khuếch đại công suất 12V 8 sò. Và ở đây thì hôm nay bên mình sẽ test cái sản phẩm của anh ngoài trời luôn bằng hai chiếc loa bắt 30 côn 63. Và hiện tại như các bạn đang thấy là mình đang kết nối bằng cái nguồn bình ắc quy 12V vào cái mạch này. Và trong khi đó ở đây thì em có đấu qua một cái mạch âm sắc bát trung check để lọc nhạc đi vào cái mạch công suất này. Còn nếu như các bạn mà nhu cầu mà không muốn thì các bạn có thể đưa trực tiếp cái tín hiệu từ điện thoại vào đây cũng được, không cần phải qua mạch âm sắc. Thế nhưng mà nếu mà có mạch âm sắc thì chúng ta sẽ tùy chỉnh được cái phần âm bát trung check để tùy theo ý thích từng người. Hiện tại với cái sản phẩm mạch khuếch đại công suất 12V 8 sò này thì bên mình đang bán với giá là 1,3 triệu. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm, các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể truy cập vào Sen Đỏ Shopee. Bên mình có shop tên là Linh Kiện 789 hoặc là Mèo Vật 789. Hiện tại thì trên cái mạch này các bạn có thể thấy rằng là nó được bố trí 4 cặp sò C5200 và A1943 nằm ở đây. Nó sẽ khuếch đại độc lập hai kênh trái phải, được bảo vệ bởi con rô le đầu ra. Ở đây trái phải đây, các bạn có thể đấu được hai loa, tối đa là loa bát 30. Còn nếu như các bạn nhu cầu muốn lên bát 40 thì cái côn bát 40 khoảng tầm côn 51 thôi, côn nhỏ nhỏ một chút đi là chạy được. Đây là tín hiệu đầu vào. Và đây là có một cái chân nguồn phụ 15V đôi để cung cấp cho chúng ta đầu ra. Các bạn muốn dùng cho mạch mic hoặc mạch âm sắc cũng được. Ở trên đây thì có 8 tụ lọc nguồn đầu vào. 8 tụ lọc nguồn này là 2200mi 50V. Bên đây là khối tăng áp từ bình ắc quy 12V lên thành điện áp đối xứng để nó cung cấp cho cái khối này hoạt động. Rồi bây giờ thì em sẽ sử dụng một bài nhạc kết nối qua điện thoại này để test sản phẩm cho anh. Đây, em sử dụng bài nhạc này. Nhau em chờ anh tới là tàu anh đi.
Bây giờ em sẽ test chế độ hai kênh nhé, để cho anh biết được rằng là cả hai kênh đang hoạt động. Kênh thứ nhất này. Đấy. Kênh bên trái. Là bên phải. Đấy, như vậy là hai kênh đã được ngắt ra. Bây giờ em lại cắm lại cái kênh đầu tiên này. Và như vậy là tất cả chức năng của cái mạch ngày hôm nay em test sản phẩm cho anh đều hoạt động rất tốt. Bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm này để gửi hàng cho anh. Đây là nguồn phụ này. Ba cái dây này là ba dây nguồn phụ ấy nhá. Thì cái dây màu đen ở giữa là dây âm trung, còn dây màu đỏ là dây cộng 15V, dây màu trắng là trừ 15V. Anh về anh đấu vào mạch mic hoặc mạch âm sắc, bất cứ vào những cái thiết bị gì dùng nguồn đối xứng thì anh nguồn phụ á thì anh lấy nguồn ở đó. Đây. Bây giờ em sẽ đánh dấu cái mạch này thì em bây giờ cũng không biết là đánh dấu vào cái gì nữa. Bởi vì trên đây nó linh kiện nó chi chít như thế này không còn chờ đánh nữa. Đánh dấu nó ốc này. Rồi cái dấu này về nhà, ví dụ như anh không thích nó lòe loẹt như thế này thì anh có thể sử dụng cồn hoặc là xăng thơm hoặc là xăng dầu hỏa anh chùi cũng được. Không biết đánh dấu vào gì nữa, em đánh dấu vào mấy con ốc này. Hết chỗ đánh dấu rồi. Rồi ok. Nói chung là cái dấu ký hiệu thì đầu tiên là cái con ốc này này. Giờ cái rơ le này. Rồi ở trên mạch này có một chút này. Anh nhớ từng chi tiết nhé. Ví dụ như con trở này, nó lem lên con trở này. Ở đây nó chạm vào chân con transito này. Rồi các cái điểm nó đi qua là như thế nào là nhớ lại cái ký hiệu đó, chắc chắn là sẽ nhận được những mạch như vậy. Bên đây này. Ok, như vậy là xin cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt.